Xin chào mọi người, tôi là giám sát làm sạch công ty Hoàng Mỹ. Hiện tôi đang làm việc tại tòa nhà Việt Tin Bank 9395 Hàm Nghi. Nhân dịp đầu năm mới 2017, tôi xin kính chúc toàn thể mọi người được nhiều may mắn và sự như ý. Kính chúc quý ban lãnh đạo được nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Còn riêng bản thân tôi, trong năm mới tôi có ước nguyện gia đình may mắn, khỏe mạnh và tôi sẽ cố gắng thật nhiều để mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng thông qua công việc của mình. Tôi xin cảm ơn.